Quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Thì đây là bình phun vôi, phun sương, phun hạt đa năng KCT 3W3A 26, dung tích bình 26 lít, cân nặng 12 kg, chạy động cơ xăng 2 thì. Đấy, thì hôm nay sau đây điện máy Cường Linh sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn lắp máy. Đây là cái dây đeo của nó này, đây là lọc rác này, đây là bình xăng, nắp của nó, sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, cái này là để dùng cho phun sương này, phun nước phun sương. Đấy, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn lắp máy. Trước hết là sẽ lắp cái tay của nó, cái cần phun của nó. Thì sẽ có một cái nhựa thế này, sẽ lắp vào đây, và đây có một cái dây đai ở đây, sẽ vặn vào đây, sẽ thít chặt vào đây. Còn ở dưới này cũng sẽ có một cái dây đai nữa, sẽ lắp vào cái ống nhựa này. Đấy, có cái tay cầm. Còn bên ngoài cùng sẽ là lắp cái bếp phun của nó. Ở chỗ tay cầm thì có điều khiển lượng nước ra ở đây, có cái khóa đây. Đấy, còn hai cái ống nhựa này sẽ một cái sẽ gắn vào đây, nối thẳng lên đây. Còn một cái dây dài này thì sẽ nối thẳng lên đây và sẽ nối lên cái bình đựng nước của chúng ta. Còn ở chỗ cái khóa này, chúng tôi sẽ đây. Máy của nó có hai cái như thế này. Mình sẽ đặt vào đây và sẽ lắp vào cái đầu ra của nó. Sau đó sẽ đầu dây này sẽ lắp vào đây. Đấy. Ở chế độ phun hạt hoặc là phun vôi bột thì sẽ có cái này. Sẽ dùng cái tấm này, tấm inox này, đấy. Đây là hai cái cần của nó. Cần bên này là để ga này, để điều chỉnh ga của nó. Đấy, có một mức từ mức 1 đến mức 8, mức 0 đến mức 8. Còn bên này là để điều chỉnh cái lượng ra của vôi của hóa chất hoặc là của vôi bột hoặc là của hạt giống. Đây. Đây. Mở dưới đi Toàn. Từ chờ đi. Anh chưa rồi. Đây, sau đây tôi sẽ điều chỉnh cái đấy để cho quý vị các bạn hình dung. Đây, mình mở cái ở phía dưới thì cái miệng này sẽ tự mở rộng ra hoặc là khép lại. Đấy, để điều chỉnh cái lượng hạt giống hoặc là lượng phân, lượng vôi xuống. Còn bên này thì sẽ là điều chỉnh ga của máy. Đấy. Đây có một cái đây. Chúng ta sẽ bảo có một cái gioăng cao su nữa. Đây, gioăng bỏ phía dưới. Đấy. Đây là bình xăng của máy này. Máy thì chạy động cơ 2 thì xăng pha nhớt, tỷ lệ 1:25 là 1 lít nhớt pha với 25 lít xăng, hoặc là quý vị có thể pha 1 lít xăng với 0,04 lít nhớt. Đấy. Đây là cái tay phun của nó đây. Đấy. Dung tích của bình là 26 lít. Đây là cái mình sẽ đeo lưng vào đây. Có cái hệ thống này để đỡ đau lưng gần này.
Đấy, trường hợp phun hạt thì chúng ta chỉ cần lắp cái tay cầm vào sử dụng luôn thôi. Mình bỏ hạt giống, bỏ vôi vào thì mình sử dụng luôn. Còn trường hợp mà phun nước, phun sương thì chúng ta phải tháo hai cái ốc này ra, tháo hai cái ốc hai bên này ra. Đây, tháo hai con ốc hai bên này. Đấy, cái này là để dùng để phun dạng hạt này. Còn nếu phun dạng nước chúng ta sẽ phải thay vào cái bằng tấm nhựa đen này. Chúng ta sẽ lấy do ngay cái răng cao su bên này. Móc ra luôn rồi. Đấy, lắp vào đây. Đây là cái để điều chỉnh lượng hạt lên hạt xuống. Còn trường hợp phun sương thì sẽ không có nước vào đây đâu, chỉ có không có nước chảy xuống đây, nước nó sẽ chảy theo cái vòi này. Ngoài phun dạng hạt, phun sương thì chúng ta có thể sử dụng máy này để thổi nữa, thì thổi lá, thổi rác. Đấy, rất là nhiều chức năng. Gieo xạ giống, phun phân. Đây, cái lắp vào của nó sẽ là như thế này. Đấy. Cái này sẽ gắn vào đây, có một cái dây cao su nữa, nó sẽ gắn ở đây. Đấy. Và phía trong này chúng ta sẽ nối thẳng vào cái dây đấy. Đấy. Thế là đã lắp xong chức năng phun nước, phun sương, phun hóa chất. Đây. Và sau đó chúng ta sẽ vặn hai con ốc bên này vào. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy phun vôi, phun hạt, gieo xạ lúa hạt giống đa năng thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ ở 9523 Giải Phóng Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để phía góc trái của màn hình để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh của điện máy Cường Linh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.